Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục chờ một cái tiếp chủ đề rèn luyện về kỹ năng tình cảm, phát triển kỹ năng tình cảm xã hội. Và bài của chúng ta ngày hôm nay đó là biết giúp đỡ bạn. Ở đây chúng ta sẽ có 4 bức hình đúng không nhỉ? 1, 2, 3 và 4 bức hình. Chúng ta hãy cùng nhau quan sát thêm 4 bức hình vẽ điều gì nhé. Ở bức hình thứ nhất là hai bạn nhỏ đang làm gì nhỉ? Cùng nhau chơi đúng không? Đang nói chuyện với nhau đúng không nào? À, rồi bức hình số 2 là sao nhỉ? Cái bạn nam ấy treo lên trên, treo lên cây đấy. Bức hình số 3 là bạn nam nằm trong viện và băng bó chân, không hiểu vì sao nhỉ? Có lẽ bạn bị ngã. À, và bức hình số 4 chính xác rồi, bạn bị ngã đấy các bạn ạ. Như vậy là mình sẽ có 4 bức tranh, nó sẽ tương ứng với một chuỗi câu chuyện đúng không nào? Chúng mình có thể nói là đặt tên hai bạn nhé. Bạn Nam và bạn My đúng không? Nam và My cùng nhau chơi ở dưới một gốc cây rất là lớn. Nam thì muốn thể hiện cho My nên xem, nên Nam đã treo lên cây. My đã bảo là không, không đừng treo, ngã đấy. Nhưng mà Nam nhất định vẫn trèo. Và rồi Nam bị ngã xuống rất là đau. My đã gọi những người, mọi người lớn đến để giúp đỡ và đưa Nam vào viện đấy đúng không nào? Rồi, như vậy là các bức tranh được sắp xếp ra không theo thứ tự, thì bây giờ bà lại sắp xếp lại để số từ 1 đến 4 theo đúng nội dung của câu chuyện nhé. Vậy là nội dung câu chuyện sẽ bao gồm là 1 là nói chuyện này, 2 là bạn nam trèo lên cây này, 3 là bạn nam bị ngã này, và 4 là bạn nam vào viện đúng không nào? Rồi, vậy trong cái câu chuyện này thì mình thấy là bạn My đã biết giúp đỡ bạn rồi đấy. Mặc dù bạn nam rất là nghịch và không nghe lời, tuy nhiên rằng bạn My đã giúp bạn nam 2 lần. Lần nhất là khuyên ngăn nhưng bạn không nghe. Lần thứ hai là bạn My tiếp tục giúp đỡ bạn bằng cách là gọi cho những người lớn đến để giúp đưa vào viện đúng không nào? Như vậy bạn My là một bạn nhỏ có đáng được khen ngợi bởi vì là đã biết giúp đỡ bạn bè xung quanh mình. Chúng mình cũng phải học tập đức tính này nhé. Ngoài những cái qua những cái câu chuyện như này ra, còn có rất nhiều các câu chuyện khác là các bạn nhỏ giúp đỡ nhau trong học tập. Chúng ta cần học tập theo và noi gương, ví dụ như là giúp bạn chép bài khi bạn bị ốm này, hoặc là cho giúp bạn học tập này, hoặc là dắt bạn khi bạn bị đau chân lúc nào. Rồi, thời lượng của kênh hôm nay đến đây cũng hết rồi. Chúng ta cũng đã hoàn thành xong yêu cầu của bà rồi đấy. Hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé. Đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ kênh cho mình các bạn nhé. Chúc các bạn có buổi chiều thật là vui vẻ. Tạm biệt.